Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 19 tháng 5, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi khung cảnh biến động của Việt Nam trong buổi giao thời, những phút cuối của Pháp, của Báo Đại cầm quyền và những thay đổi cụ thể đã được ghi lại trong tâm khảm của một thiếu niên như đồng bạc xé đôi, Đức Quốc trưởng Bảo Đại Khả Kính và một kinh nghiệm tiếp xúc đặc biệt của ông với một đại gián điệp Bắc Việt. Qua phần 6 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hiểu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Trở lại cái thời gian là trong trung học của cha hồi đó, khi mà học chương trình mà khi mà người Pháp họ bắt đầu rút đi như vậy, Việt Nam mình bắt đầu từ từ để mà nói là lập quốc. À, đúng thì, rồi. Thì cái chương trình học nó có thay đổi nhiều không cha? À, thay đổi nhiều. Vâng. Vâng. Cái xã hội Việt Nam nó tiến, nó tiến theo với hoàn cảnh chính trị. Tôi còn nhớ hai sự kiện mà tôi nhớ rất rõ về này chính trị. Thứ nhất là tôi nhớ được cái ngày người Pháp họ cuốn cờ, chào cờ rồi lần cuối cùng và cuốn cờ không kéo lên nữa. Bởi vì hồi đó mỗi sáng đó thì có chào cờ và bắn tiếng súng bùm 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 có đó, thì ghim cái đó bắn bằng 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 rồi mới kéo cờ lên. Sau này cái nó không còn nữa. Đó là việc tôi nhớ hồi năm 1953. Việc thứ hai là cái việc đồng bạc xé đôi. Không biết anh có biết cái vụ, chắc anh không nghe nói hả? Dạ không. Tự nhiên không biết tại sao cái xã hội chúng tôi không biết mà đồng bạc cứ xé đôi xài. Xé đôi đây xài. Vâng. À, với 10 đồng xé đôi thành 2 cái 5 đồng. Với 1 đồng xé đôi thành 2 cái 50 cent. Hay là 5 cắt cho 5 cắt. Cái đó là tiền Pháp đó phải không ạ? Không, tiền Việt Nam. Tiền Việt Nam mình. Vâng. Tiền người gánh dưa vậy đó. Vâng. À, với 20 thì xé đôi thì 2 cái 10 đồng. À. Lạ lắm, tôi không hiểu được cái chuyện này. Nhưng kéo dài nó cả 1 2 năm vậy đó. Đó. Và điều thứ ba là tôi thấy hình ông Bảo Đại thì cái câu ở dưới tôi ghi nè: Đức Quốc trưởng Đức Việt Nam là Đức Hoàng đế Bảo Đại, ngài là một người có đức độ tài năng nên toàn dân đều tin tưởng và đoàn kết chung quanh ngài để cho ngài có đủ quyền hành đối lo việc nước. Tôi nhớ câu đó mãi dưới chân dung của ông Bảo Đại. Nhưng về sau này khi qua tới năm 56 thì tôi lại thấy tạo lực phong trào đã đảo ông Bảo Đại, rồi bao nhiêu cái chuyện mà kêu bằng xấu xa. À, hồi đó gọi là trưng cầu dân ý đó mà. Cái đó nó làm mà xáo trộn đời sống tôi ghê lắm. Nhưng mà tôi để ý rất nhiều về chuyện đó. Và sau này khi mà người Pháp đi rồi đó, thì qua cái thời chính phủ Việt Nam, rồi tới này đến nhất Cộng Hòa, và tôi đã theo dõi rất nhiều về cái sự chuyển biến chính trị lúc đó. Tôi theo dõi trong có thể nói là tôi theo dõi chính trị sớm lắm. Sớm. Cái chương trình ở trong cái chương trình trung học thì đó, mà khi mà Pháp nó mới rút đi thì họ có đưa vô những cái chương trình Việt khác để thay thế những cái chẳng hạn như hồi đó cha lịch có sử được này có học tự lực văn đoàn thì sao? À, tự văn đoàn chưa. Văn đoàn nhiều sau này lớn lên tới đại tứ rồi sau thông tự văn đoàn. Vâng, nhưng mà lịch sử thì thay đổi. À, có thay đổi. Vâng. Thay đổi tức là thay đổi từ lịch sử Pháp sang lịch sử Việt Nam. Đối với Việt Nam đúng rồi, không còn đọc về Pháp nhiều hơn nữa. Hồi trước thì Pháp nhiều hơn. Nhưng mà trong cái môi trường học đường lúc đó nó có thay đổi mạnh không, là ngoài cái môn học tự chuyển từ chỗ này sang chỗ khác không? Thầy giáo nó hay là không gì? không có mạnh lắm, nó không có một cái phát mạnh, nhưng mà nó chưa có một sự chuyển biến. Dạ. Chuyển biến về cái giáo dục từ khi mà dưới thời Pháp thuộc qua thời gọi là thời Việt Nam đó thì dạ, không sự chuyển biến. Nhưng mà những người vị thầy mà lúc trước dạy trong thời Pháp họ vẫn tiếp tục dạy bình thường, nên là một cái không có một gì khác. Vâng. Trong đó thì lúc đó tôi lên trung học rồi. Vâng. Thì những vị thầy của tôi thì từ Sài Gòn xuống dạy, rồi thì cái trường đó nó chết, tôi mới lên Vĩnh Long tôi học. Thì tôi nhớ học là cái thời đó là năm 1957-58. Thì cái hình ảnh mạnh nhất mà tôi viết sách tôi đó, tôi để mà ý mạnh nhất là hình ảnh ông Phạm Ngọc Thảo. Ông Phạm Ngọc Thảo là nhân vật mà sau này ta nói rất là nhiều. Vâng. Nhưng vô tình thì tôi lại biết rõ rất rõ, là rất là rõ về ông ta. Ừ. Bởi tuổi ông ta làm tỉnh đoàn trưởng tỉnh đoàn Bảo An Vĩnh Long. À, mà anh tôi là đi lính. Dạ. À, trong thành báo đó cho nên tôi ở đó mà tôi đi học thì tôi đặc biệt chú ý về ông Phạm Ngọc Thảo. Chú ý đặc biệt bởi vì ông ta có một điểm gì mà
nó lạ vô cùng. Thứ nhất là cái sự đạo đức của ông ta nó thái quá. Anh biết đa số sĩ quan thì mình nói đây cũng nói giờ luôn cả nắm. Thật sự nếu các sĩ quan thời đó cũng như đại khái hiệp định dân playboy chơi rồi nọ rồi bài uống rượu hay đọc sách cái bà ông Đại Phong Thảo á, ông còn hơn ông cha cố nữa. Giả hình không tưởng tượng được. Đức cha Ngô Đình Thục đó, thành ra ông giả hình. Trời ơi, ông đại quý gì mà mỗi tối xuống thành lính đó, hỏi đọc kinh tối chưa? Nếu chưa đọc, ngồi xuống đọc kinh. Ông ngồi lại nữa, bắt sau đi qua nhà khác. Anh nào mà Chúa Nhật mà không đi lễ đó nghe chưa? Anh ta biết được đó, đừng mong hồng ân gì nữa ông ta cả. Điều này mẹ tôi ngạc nhiên, tôi dám hỏi. Something wrong, tôi nói bụng đó. Something wrong, cái gì đó? Nó không có năm đó là ông Thảo bao nhiêu ạ? Năm đó ông Thảo chỉ 30 mấy tuổi, ông ta là đồng hóa với đại quý quân lực Giang Phong Hòa. Thế năm 58 ông ta chừng 35 tuổi. 35 là cha bao nhiêu? 35 tôi 17. 17 tức là ông gần gấp đôi tuổi của cha. Đúng rồi, tôi và cha nhìn thấy cái thấy cái... rồi, thấy à. Rồi thì tôi biết cái này nó có gì không bình thường. Dạ. Rồi á, cái cách mà ông ta đi lễ nhà thờ nó làm cho tôi lại chú ý hơn nữa. Ông tỉnh trưởng khu dân ba đó là một chiến dân sự mập mạp đẹp đẽ người, đi lễ thì đi trong một chiếc xe trắc sông Ken, trắc sông 15. Ông bà tỉnh trưởng ăn mặc cơm lê hai khẩu ấm, khu dân phước khu dân lộc, ông tấp đi vô nhà thờ có hàng ghế dinh dưỡng, ông cả đạp đi xe đạp cọc cạch cọc cạch, xe đạp cọc cạch cọc cạch, xe đạp không có cái dài chẳng buồn nữa, chỉ hai cái thăng thôi. Rồi ông ta đến nhà thờ thì ông ta dựng chiếc xe đạp ở ngoài gốc me, rồi thọt tay một túi móc chìa khóa khóa xe đạp lại khóa. Ngay từ đó tôi thấy được cái này nó là sự biểu diễn thôi, chứ cái thằng ăn cắp đâu mà mặc số mà đi chọt chiếc xe đạp của sĩ quan chỉ huy toàn thể quân đội trong tỉnh này. Ông ta đóng vai hay lắm. Thì khi mà ông ta ở, tôi ở nó được một năm đó, một ngày nó có anh thượng sĩ quân nhạc đó, anh đi đón tổng thống đó, thì ông ta nghe được câu chuyện sau lưng đó, nói là khi đi ngang đó thì nghe tổng thống nói, ơi nghe đức cha là cha thục á, nói tổng thống là thằng Thảo nó được lắm. Câu nói đó thôi, ông ta về trong trại lính, ông ta nói chắc chuyến này đại quý mình còn không phải đại quý mình không, thân thương lắm, lên lon đúng không sao đâu, chừng một cái tháng sau lên làm thiếu tá. Và bố đi làm tỉnh trưởng Kiến Hòa, hồi đó Bến Tre cho một Kiến Hòa. Đó. Rồi sau đó thì tôi gặp ông ta lần cuối cùng là năm 62. Khi tôi đang học thông chủng viện Vĩnh Long đó. Thì bây giờ ông ta trở thành một tỉnh trưởng rất là quay về, đi xe Mercedes vô thăm ông cha tự. Thì không ai ngờ là vị đại quý mà đạp xe đạp cọc cạch đó bây giờ lại là một tỉnh trưởng quay phong. Rồi sau này á, khi mà nghe tới những chuyện mà kêu bằng xong diễm bị lật đổ rồi đó, bỏ đạo tập thể rồi, thì tôi thôi Thảo này là cái người tôi chưa biết nhiều cái này là ông ta nó có ý đồ này, đạo đức này, đạo đức có ý đồ, có cái hậu ý chứ không phải đạo đức thật. Mà thì kỳ sau này tôi biết rồi đó, đó là một cái nhân vật phải nói là vật hàng đầu trong ngành tình báo quản gián của Việt Cộng cài vô đó. Thành ra họ qua một chuyện đó cho thấy rằng họ rất kiên nhẫn và họ chịu khó dò đúng mạch. Đó là cái điều mà tôi nhận xét về Cộng sản ngay từ khi tôi còn nhỏ. Đó là tôi nói gì thời gian tôi học Vĩnh Long. Đó. Cha có chia sẻ cái sự suy nghĩ này với ai, có bạn bè nào đồng liêu lúc đó? Có. Tôi nói mà người ta không tin. Người ta không tin. Bản thân cũng không tin. Không tin. Người ta nói, ô, đại quý này, ông đạo đức quá. Ông rất có tiếng á. Có tiếng á. Mà ông ta, tôi nghe nói là ông ta là người đầu hàng. Phía bên kia đầu hàng, nghe nói mình nít mà biết gì, nhưng mà nghe ông này gốc ông là gốc bên kia là nói bên với Việt Minh đó. Vâng. Đầu hàng nhờ đức cha, nhờ ông cha sở chánh tòa giới thiệu đức cha Thục, đức cha Thục tin dùng cho ông ta dạy trường Nguyễn Đường Thôi là trường tu học một thời gian, sau đó cho đồng hóa cấp bậc đại quý đồng hóa. Ông là ông dạy ở trường của cha rồi ông dạy một môn học đàng hoàng. Ông dạy đàng hoàng, ông dạy pháp văn. À. Mà không phải thì ông dạy tôi chưa vô,
Sau khi đó rồi tôi mới vô học thì ông đã dạy đó rồi. Tức là trường Nguyễn Đình Tổ đó, là trường tôi học sau này đó. Tức là khi mà cha bắt đầu học thì ông lại đi ra rồi. Đi ra rồi, ông ra lại quý rồi. Vâng. Tại nó có nhiều chuyện đó, có thể nói là thâm cung bí sử.